Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ Bồ Đào Nha, 23 giờ ngày 22 tháng 6, Cristiano Ronaldo thông nòng. Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tin tưởng ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 22 tháng 6 trên sân Signal Iduna Park, Dortmund. Trước thềm Euro 2024, thế giới bóng đá chia làm hai phe. Phe ủng hộ Cristiano Ronaldo tiếp tục đá chính ở Bồ Đào Nha và phe cho rằng cầu thủ này nên ngồi dự bị thúc đẩy tinh thần của toàn đội hơn là ra sân thi đấu thường xuyên ở tuổi 39. Có lẽ, sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Cộng Hòa Séc, phe phản đối CR7 đá chính càng có lý do để khuyên cầu thủ này nên an phận. Thế nhưng, huấn luyện viên Roberto Martinez là người hiểu tình hình hơn cả. Thêm một lần, vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha lại đứng ra bảo vệ và bơm tinh thần cho cậu học trò. Ông khẳng định, điều quan trọng là phải hiểu điều gì cầu thủ mang lại. Cristiano mang tới kinh nghiệm, cơ hội ghi bàn và khoảng trống cho các đồng đội đội. Cristiano Ronaldo có mặt ở đội tuyển quốc gia vì cậu ấy xứng đáng. Khi Flavio Conscao ghi bàn, rõ ràng Cristiano Ronaldo đã tạo ra khoảng trống khi thu hút đối phương. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Roberto Martinez nhấn mạnh Cristiano Ronaldo đủ sức khỏe để thi đấu với mật độ 4 ngày trận ở Euro 2024. Phát ngôn trên của huấn luyện viên trưởng Bồ Đào Nha ngầm khẳng định siêu sao số 7 sẽ đá chính trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Selecao châu Âu vẫn cần cải thiện, đó là việc các vệ tinh không nhất thiết hy sinh quá nhiều vì Cristiano Ronaldo. Có nhiều tình huống, họ có thể xử lý ích kỷ hơn, thay vì đưa trái bóng tới vị trí của CR7, vốn có nhiều cầu thủ đối phương vây giáp. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là đối thủ khó khăn với Bồ Đào Nha. Họ đang có tinh thần tốt sau chiến thắng nghẹt thở trước Georgia. Trong đó, nhiều gương mặt trẻ, dưới 20 tuổi, của đội bóng này đã gây ấn tượng mạnh như điển hình là Ada Guller. Tài năng trẻ của Real Madrid nổi như cồn sau cú nã đại bác tung lưới Georgia từ cự ly gần 30 m Tuy nhiên, dù sao, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ giành chiến thắng trước đội bóng yếu nhất bảng. Họ chưa có nhiều cuộc thử lửa trước đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha. Trước thềm Euro 2024, Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu khá tệ khi không thắng trong 5 trận liên tiếp, trong đó có trận thua 1-6 trước áo. Trong quá khứ, Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ là đối thủ của Bồ Đào Nha. Thống kê cho thấy trong 6 trận đối đầu chính thức gần đây, không tính giao hữu, Bồ Đào Nha đều giành chiến thắng trước đối thủ này. Rất có thể, Selecao châu Âu sẽ tiếp tục tận hưởng niềm vui trước con mồi ưa thích Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ với Bồ Đào Nha Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng giữ nguyên đội hình ra sân trong trận đấu với Georgia. Đội trưởng Hakan Kanhanoglu sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng Can Ayhan. Bộ tứ vệ của đội bóng là Munder, Samet Akedin, Abdul Karim Bagdasi và Ferdi Kadioglu. Trên hàng công, những gương mặt trẻ tuổi như Ardu Guler, Kenan vẫn là niềm hy vọng của đội bóng. Bồ Đào Nha vẫn tin tưởng Cristiano Ronaldo lĩnh ấn hàng công. Bernardo Silva và Rafael Leao sẽ thi đấu ở hai cánh. Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, Vitinha sắm vai nhạc trưởng của Bồ Đào Nha. Cầu thủ này đã thi đấu rất tốt trước Cộng hòa Séc. Đội hình dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ với Bồ Đào Nha. Thổ Nhĩ Kỳ, 4 2 3 Gunok, Munder, Cardioglu, Oken, Canhanoglu, Guler, Cocu, Giudice, Zimat. Bồ Đào Nha, 343, Costa, PP, Diaz, Mendes, Dalot, Fernandes, Vitinha, Cancelo, Bernardo, Ronaldo, Leao. Ronaldo gây thất vọng ở Euro 2024, huấn luyện viên Bồ Đào Nha lên tiếng bênh vực. Huấn luyện viên Roberto Martinez cho biết Cristiano Ronaldo đủ sức khỏe để chơi trọn vẹn 90 phút các trận đấu cho Bồ Đào Nha tại Euro 2024 đồng thời ông ca ngợi kinh nghiệm và thể lực của tiền đạo 39 tuổi. Ronaldo, 39 tuổi, đã chơi trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 2, một hôm 18 tháng 6 trước Cộng hòa Séc ở trận gia quân Euro 2024 nhưng không ghi bàn. Tiền đạo 39 tuổi bỏ lỡ tới 5 cơ hội ghi bàn và chỉ có 32 lần chạm bóng trong trận đấu nói trên. Phát biểu ở buổi họp báo trước trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ vào 23 giờ hôm nay 22 tháng 6, huấn luyện viên Roberto Martinez bày tỏ bạn có biết Cristiano đã chơi bao nhiêu phút ở mùa giải trước không? Anh ấy có kinh nghiệm, không có cầu thủ nào khác trong lịch sử bóng đá ra sân 6 kỳ Euro như anh ấy. Điều quan trọng là phải hiểu những gì một cầu thủ mang lại. Cristiano mang lại kinh nghiệm, mang lại cơ hội ghi bàn, mở ra khoảng trống. Cristiano có mặt ở đội tuyển quốc gia vì anh ấy xứng đáng có mặt ở đây. Hãy nhìn vào những gì anh ấy đã làm và những gì anh ấy thực hiện trong các trận đấu vừa qua. Ronaldo đã lập kỷ lục tại giải Saudi Pro League với 35 bàn thắng cho al Nassr trong mùa giải vừa qua, đồng thời là cầu thủ đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội tuyển quốc gia với 130 bàn thắng. Anh ấy rất kỷ luật, làm việc chăm chỉ và là một sát thủ, một mẫu tiền đạo rất quan trọng. Anh ấy mở ra khoảng trống. Khi Francisco Conscao ghi bàn vào lưới Cộng hòa Séc, khoảng trống được mở ra nhờ Cristino ở trong vòng cấm. Chúng tôi làm việc tập trung và Cristino rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong những gì chúng tôi cố gắng làm trong vòng cấm, huấn luyện viên Martinez nói thêm. Thổ Nhĩ Kỳ là đội bóng mà Bồ Đào Nha sẽ phải dành sự tôn trọng khi họ vừa đánh bại Georgia với tỷ số 3, một trong trận gia quân. Đặc biệt Ada Guler, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid, đã phá kỷ lục của Ronaldo lập được từ năm 2004 khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận ra mắt Euro, 19 tuổi và 114 ngày. Huấn luyện viên Martinez nói, chúng tôi biết rằng Ada Guler là một tài năng nổi bật. Cậu ấy sẽ có một tương lai rực rỡ. Cậu ấy là một cầu thủ rất hiệu quả, tôi thích những đội có đất diễn cho những cầu thủ trẻ hơn và thật tuyệt khi được xem cậu ấy thi đấu. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng chúng tôi muốn giành chiến thắng và chúng tôi sẽ làm được điều đó. Tôi không cho rằng trận đấu này sẽ dễ dàng hơn trận mở màn của chúng tôi, bởi không có trận đấu nào dễ dàng ở giải vô địch châu Âu, thực trạng báo động của Pháp khi không có Kylian Mbappé. Đội tuyển Pháp đang dần phụ thuộc vào Kylian Mbappé. Họ gần như vô hại khi chân sút sinh năm 1998 không ra sân. Mặc dù Kylian Mbappe đã đeo mặt nạ màu đen và sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Hà Lan nhưng huấn luyện viên đề xăm vẫn quyết định để cầu thủ này dự bị để đảm bảo an toàn cho anh trong chặng đường dài. Không có Mbappe, đội tuyển Pháp ra sân với bộ 3 tấn công Marcus Thuram, Ousmane Dembele và Antoine Griezmann. Trong cả trận đấu, Les Bleus đã thực hiện 15 cú dứt điểm về phía khung thành Hà Lan nhưng chỉ trúng đích 3 lần các chân sút của đội tuyển Pháp dứt điểm rất tệ. Điển hình là Griezmann. Cầu thủ khoác áo Atletico Madrid đã bỏ lỡ hai cơ hội 10 ngay trước khung thành của Hà Lan. Trong khi đó, Thuram và Dembele đều không có cú dứt điểm trúng đích nào. Hệ quả, Pháp đã phải chia điểm cùng Hà Lan với tỷ số 0, 0. Rõ ràng, việc không có Mbappé ảnh hưởng quá lớn tới Let's Không chỉ trong trận đấu này mà trong quá khứ, Pháp luôn gặp khó khăn khi tiền đạo sinh năm 1998 không đá chính. Theo đó, trong 7 trận đấu gần đây Mbappé không đá chính, đội tuyển xứ Lục Lăng đều không thể giành chiến thắng. Nếu tính riêng đấu trường World Cup hay Euro, những chú gà chống Goloa cũng không thể thắng trong 3 lần Mbappé không thi đấu. Thậm chí, họ không ghi bàn trong cả 3 trận đấu này. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Đề Xăm đã lên tiếng chỉ trích hàng công của Pháp nhưng ông cho rằng quyết định để Mbappé ngồi ngoài là sáng suốt. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp cho biết nếu trận đấu với Hà Lan mang tính chất quyết định, tôi sẽ thực sự cân nhắc về trường hợp của Mbappé. Tuy nhiên, tôi đã đưa ra quyết định có lợi cho cậu ấy và đội tuyển Pháp. Sau tất cả những gì xảy ra, tôi nghĩ quyết định của mình thật sáng suốt. Tôi luôn cố gắng đưa ra quyết định đúng đắn cho đội bóng. Điều đáng tiếc là hàng công của Pháp thi đấu không hiệu quả. Chúng tôi có 5,6 cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng được. Ở lượt đấu cuối, Pháp chỉ gặp Ba Lan đã chắc chắn bị loại. Nhiều khả năng huấn luyện viên đề xăm sẽ tiếp tục để Mbappé ngồi ngoài. Với 4 điểm sau 2 trận, Les Bleus gần như đã đặt chân vào vòng 1/8 Euro 2024.